Có rất nhiều quý anh chị nhà đầu tư mong muốn đầu tư tại Cam Lâm, Khánh Hòa nhưng lại chưa hiểu về mặt bằng chung, tổng quan giá của các khu vực thị trường tại Cam Lâm, Khánh Hòa. Thì chính vì vậy, tôi làm video này để giải đáp cho quý anh chị nhà đầu tư mặt bằng chung giá những cái vị trí ở Cam Lâm, những vị trí mà đắc địa, hưởng lợi từ du lịch cũng như mặt đường lớn ra sao và mặt bằng chung của tổng quan giá từng khu vực như thế nào để mình tránh được những cái rủi ro khi mà mình mua phải một thị trường bất động sản cũng như là mua một vị trí đất tại Cam Lâm ấy, mình mua giá trị thực của miếng đất nó lại cao hơn cái giá trị thực, mình mất gọi là một vài trăm triệu. Và video này tôi sẽ giải đáp cho anh quý anh chị nhà đầu tư làm sao để mình hiểu rõ được tổng quan cái mặt bằng giá chung của thị trường tại Cam Lâm. Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, tôi là Long Ngọc, cố vấn đầu tư bất động sản. Video này dành cho quý anh chị nhà đầu tư đang tìm hiểu về thị trường bất động sản tại Cam Lâm, Khánh Hòa cũng như là những anh chị nhà đầu tư nào đang muốn tìm hiểu một thị trường mới, một thị trường sơ khai như Đà Nẵng năm 2013 thì video này chính xác là dành cho quý anh chị nhà đầu tư. Khi mà quý anh chị nhà đầu tư ấy, mình hiểu được mặt bằng chung của giá một thị trường bất động sản ấy, thì khi đó mình sẽ hiểu được toàn bộ những vị trí xung quanh khu đất của mình ra sao cũng như là mình mua được đúng về cái giá trị thực của thị trường cũng như là khi mà mình muốn ra hàng ấy, thì làm sao để mình đưa ra một cái mức giá hợp lý để mình ra hàng đúng cái thời hạn mình mong muốn cũng như đúng cái kỳ vọng, mình ra hàng gọi là mình thanh khoản dễ dàng hơn. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị nhà đầu tư về những cái vị trí gọi là đắc địa mặt đầm thủy triều, những cái vị trí nào ở gần mặt đầm cũng như là ở trực diện mặt đầm, thì hôm nay tôi sẽ so sánh và cũng như là đưa ra cho quý vị cái mặt bằng chung tổng quan giá của vị trí mặt đầm. Thì như mọi người đã biết về Cam Lâm ấy, thì đầu tiên là về sân bay đúng không, về sân bay quốc tế Cam Ranh này, khi mình đi từ Hà Nội về sân bay quốc tế Cam Ranh đây thì mình sẽ đi đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này, mình lên thành phố Nha Trang. Thì khi mà mình đi lên đường đại lộ Nguyễn Tất Thành này thì bên phải đây là mặt biển bãi dài hội tụ 4-5 cái resort 5 sao, phía trong này là mặt đầm thủy triều, sau này quy hoạch thành cái khu vui chơi giải trí. Thì mặt đầm thủy triều này thì rộng gấp 5 lần Hồ Tây. Con đường từ cái mặt biển này vào cái đầm thủy triều thì chỉ có một cái cầu duy nhất, đó chính là cầu Đinh Thiên Hoàng. Đây mọi người nhìn thấy đây, cầu Đinh Thiên Hoàng, vị trí từ Đinh Thiên Hoàng đây này, tôi search lại cho mọi người xem. Mọi người lên Google, mọi người gõ Cam Lâm. Đấy thì đây là vị trí của Cam Lâm. Đây là mặt, đây là cái cầu lối từ Đinh Thiên Hoàng. Thì nếu ở những cái vị trí mặt đầm thủy triều ấy, thì ở mặt đầm thủy triều thì nó sẽ giáp với những cái xã nào? Đầu tiên là thị trấn Cam Đức, xã Cam Thành Bắc và gọi là xã Cam Hòa cũng như là xã Cam Hải Tây. Đây trên này thì giáp bốn cái xã thì những cái vị trí ở mặt đầm như tôi khảo sát ấy, thì đầu tiên Cam Hải Tây trước ở trên này, thì xã Cam Hải Tây ấy thì những cái vị trí mặt đầm thì đây có thể nhìn thấy luôn được những cái vị trí tôi ghim ấy. Đầu tiên là Cam Lâm Sky Lake, thì vị trí này thì phân phối cách đây khoảng 2 tháng thì giá dao động từ 16 đến 20 triệu trên 1m2 và đã bán hết rồi, bán đợt 1 và đợt 2 đều đã hết rồi. Thì Cam Lâm Sky Lake này thì lợi thế thì là vị trí view trực diện mặt đầm thì chiều cũng như là con đường bao đầm này sau này mở rộng thành con đường quy hoạch 30m và con quy hoạch mở rộng thành 30m thì vị trí này sẽ là vị trí được hưởng lợi từ mặt đường lớn. Và đối diện cái khu Cam Lâm Sky Lake này ấy, thì là khu vươn ra khỏi ngoài mặt đầm luôn, khu này rồi vươn ra khỏi mặt đầm thì hiện tại thì đã bán xong rồi và ngày trước giao dịch với giá là từ 14 đến 18 triệu trên một mét vuông tùy vị trí. Đấy thì gần như những cái vị trí mặt đầm này thì giá nó dao động khoảng từ 14 đến khoảng 20 triệu trên 1m2. Thì có một cái gọi là vị trí mặt đầm thì rất là đẹp rồi, nhưng mà có một cái nhược điểm ấy, ở Cam Hải Tây này thì là dân cư thì lại hơi thưa thớt so với các khu vực khác, nên là vị trí này thì nếu ở mặt đầm này thì giá sẽ từ 16 đến 20 triệu. Nếu mà từ sâu hơn một chút ấy, ngày trước em có phân phối một khu là khu đây, khu Cam Lâm Golden Hill ở đây thì cách mặt đầm 300m thì giá ngày đó dao động từ 7 đến 12 triệu trên 1m2 cách mặt đầm 300m. Thì khu này thì cũng vậy, mặt đường lớn, mặt đường 6m. Và thêm một phân khu khác nữa, đây là phân khu này đây thì giá nó cũng dao động từ khoảng từ 7 đến khoảng 11 triệu trên 1m2. Thì vị trí ở những cái khu vực mà hai khu vực này thì gần đường quốc lộ 1A. Đấy, và nằm giữa quốc lộ 1A và nằm giữa mặt đầm. Đấy. Nó là kết nối giữa quốc lộ 1A và mặt đầm. Thì giá nó dao động từ khoảng 7 đến 12 triệu. Đây, 7 đến 12 triệu. Và những cái vị trí này cũng vậy. Thì nó dao động khoảng từ 7 đến 12 triệu trên 1m2.
gần như những cái vị trí là nói chung từ mặt đầm ra vào đây thì nó sẽ gọi là giảm theo cấp số nhân, giảm theo cái số lượng, giảm gọi là cái gọi là giá nó sẽ giảm dần đều. Và những cái vị trí ngoài mặt này, ngoài mặt đầm đây thì cũng vậy, giá nó cũng dao động từ 14 đến 16 triệu mét vuông. Thì những cái vị trí này thì được cái nhược điểm của nó lại là đất nó dễ, rất là dễ bị dính quy hoạch, nhưng vị trí của nó thì rất là đẹp, 14 đến 16 triệu. Ở đây cũng là từ 16 đến 18 triệu trên mét vuông tùy vị trí. Đây là vị trí tổng quan về Cam Hải Tây, về những cái vị trí mà gần đầm cũng như là một vị trí ở mặt đầm tôi chia sẻ tới quý anh chị nhà đầu tư. Thì nếu mà đi dịch xuống phía gọi là Cam Thành Bắc cũng như là thị trấn Cam Đức, thì tôi khảo sát thì thấy là đây, thì những cái vị trí ở Cam Đức và xã Cam Thành Bắc thì sao? Thì theo tôi khảo sát ấy, thì tôi thấy những cái vị trí ở Cam Đức ấy, và với những vị trí ở Cam Thành Bắc thì đa số là đều rất là khan hiếm, thì thường thì sẽ rất ít dự án. Thì đầu tiên là về gần chỗ Cam Đức và Cam Thành Bắc ấy, thì đây có một phân khu này, thì phân khu này sẽ là phân khu cũng gần như là sát mặt đầm thủy triều. Đó, thì đang phân phối dao động từ 14 đến 16 triệu trên mét vuông. Nhưng mà khu này ấy, thì những cái đìa tôm này, sau này họ sẽ lấp hết những đìa tôm này, thì họ sẽ quy hoạch thành cái đất thương mại dịch vụ. Nên là vị trí này cách đầm thì đâu đó nếu mà tính ra mặt đầm ấy, thì dao động khoảng hơn 500 mét. Thì giá nó dao động từ 14 cho đến 18 triệu trên mét vuông, và khu này đã bán hết rồi. Đó, và hiện tại thì chỉ còn cho dành cho các nhà đầu tư F2, F3 và F4 tùy theo những vị trí cũng như là khu vực luôn những vị trí ở đây. Thì khu này thì được gần cái khu Cam Đức, thế là dân cư cũng khá là hiện hữu đó, và vị trí của nó cũng được hưởng lợi từ du lịch đó. Thì một cái phân khu khác nữa, thì phân khu này ở trên đây tôi muốn chia sẻ với anh chị nghe, đây chính xác là phân khu này. Phân khu này thì cũng gần nó cũng gần Cam Đức. Thì phân khu này ấy, giá hiện tại cách đây 1 năm trước đã phân phối hết rồi ấy. Thì cách đây 1 năm trước thì giá dao động khoảng từ 11 cho đến 13 triệu đấy, cách đây 1 năm ấy. Còn thời điểm hiện tại tôi nghĩ là giá nó đã lên rồi, và lên tầm trên 15 triệu trên 1 mét vuông khu này hết rồi. Đó, thì phân khu này đã bán xong cách đây 1 năm trước rồi. Thì giá hiện tại là 13, và giá ngày trước là 11 cho đến 13 triệu. Còn bây giờ thì giá đã sẽ cao hơn, cách 1 năm trời tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn rồi. Mặt bằng chung này là Cam Lâm nó đều tăng đó. Thì những cái vị trí mà nằm ở Cam Đức và Cam Thành Bắc này thường thì rất ít những vị trí nào mặt đầm. Thì tôi tìm hiểu có hai dự án này đó, và hơn nữa có một khu, đó là khu ở xã Cam Hòa. Đây, xã Cam Hòa dịch trên này, xã Cam Hòa. Thì xã Cam Hòa hiện tại thì có đúng một khu duy nhất, đó chính là khu của em phân phối luôn, và cũng là khu mặt đầm duy nhất có đường lớn cũng như là gần ngay mặt đầm. Thì đây là xã Cam Hòa, thì mọi người nhìn thấy dân cư xung quanh thì đã hiện hữu rồi, nên là mọi người có thể về ở được luôn, cũng như kinh doanh phục vụ cho những anh chị nào gần đây luôn. Và thứ hai là vị trí này á, thì sau này mình thanh khoản nó cũng dễ dàng. Bởi vì sao? Bởi vì khu trước mặt này họ sẽ cũng sẽ lấp đầm này, họ sẽ quy hoạch thành một cái khu gọi là thương mại dịch vụ. Thì trước mặt là một khu thương mại dịch vụ thì tất nhiên là nó sẽ có gọi là hưởng lợi từ gọi là kinh doanh, từ tính thương mại nhiều hơn, thì là tất nhiên giá đất nó sẽ tăng cho mình. Hơn nữa là con đường, có một con đường nữa là con đường quy hoạch 30m ấy, nó sẽ chạy dọc qua khu đất này, lối thẳng vào quốc lộ 1A trên quy hoạch ấy, là con đường 30m nhé, con đường gần như con đường bao đầm sẽ xuyên qua khu đất này, nên nó được hưởng lợi từ mặt đường lớn. Nói mặt đường lớn thì tất nhiên là thanh khoản nó dễ hơn, ai cũng thích ở mặt đường lớn hơn là ở mặt đường nhỏ, và cũng như là giá trị tăng nó sẽ tăng tốt hơn. Và khu trên này thì nó sẽ quy hoạch thành cái khu, những cái gần như là những cái khu vui chơi giải trí ấy, sẽ tập trung hết ở xã Cam Hòa. Đầu tiên là casino, bên này đối diện là casino này, bên trên này là sân gót này, ở đây là sẽ san lấp thành bệnh viện Việt Khánh này, cũng như là trên này sẽ quy hoạch thành khu gọi là khu đô thị Vĩnh Bình Cú Hin của tổ chủ đầu tư Hưng Thịnh, họ về đây họ làm, họ triển khai. Thì giá hiện tại của phân khu này ấy, thì nó dao động từ 9 cho đến gọi là 13, từ 9 cho đến 17 triệu. Lô góc thì 17, còn lô mặt đường 30m thì là 15 triệu. Đấy, thì là giá nó cũng rất là hợp lý, và cũng như là diện tích, tính ra diện tích mỗi lô dao động từ khoảng 70 cho đến 120m2. Thì mỗi lô dao động khoảng từ 1 tỷ, gọi là từ 890 triệu cho đến gọi là 1 tỷ 4. Những lô làm mặt đường lớn thì giá cao hơn. Thì nếu anh chị đang quan tâm vị trí mặt đầm khu này ấy, thì là mình là nhà đầu tư F1 luôn,
thì anh chị sẽ được hưởng lợi từ cái lô này, gọi là anh chị sẽ được gọi là nhà đầu tư F1 trong cái khu này của phân khu em phân phối. À, thì nếu anh chị nào đang quan tâm mặt đầm như vậy thì nhắn inbox trực tiếp cho em để em giải đáp cho anh chị những cái thắc mắc đó. Thì đây là những vị trí mặt đầm này, em sẽ so sánh cho anh chị về tổng quan mặt đầm. Thì hôm sau em sẽ làm thêm một cái video về so sánh những vị trí gần quốc lộ 1A cũng như là những vị trí sâu hơn trong quốc lộ 1A để anh chị hình dung tổng quan về thị trường ở Cam Lâm, Khánh Hòa. Đấy, em xin cảm ơn. Đó là tổng quan những cái vùng đất mà tôi muốn chia sẻ tới quý anh chị nhà đầu tư, làm sao để anh chị hiểu rõ được cái phân khu, những cái vị trí ở mặt đầm thủy chiều ra sao. Thì nếu anh chị cảm thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like, một comment cũng như là một subscribe kênh. Tôi có những cái sự có tiến bộ sắp tới, mà cũng như là nếu anh chị đang gặp một cái băn khoăn thắc mắc gì ấy, thì anh chị hãy comment xuống phía dưới để tôi giải đáp cho quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị đừng quên ấn chuông để anh chị là những người đầu tiên nhận được những giá trị bất động sản, những cái thông tin giá trị bất động sản mới nhất từ tôi. Tôi Long Ngọc cảm ơn.